Quay mặt đấy á, xem mặt chưa đã, để xem con nào con nào. Rồi. Lên cho anh em dòng sản phẩm bi chân tóc. Và bé này là đực mọi người nhá. Đực cái. Bé này là cái mọi người ạ. Thôi được đâu, mình xin lỗi nhá. Bé này là cái. Cực kỳ yêu luôn. Này, mọi người nhìn này, chân tất. Ok, được rồi. Bé thứ hai. Đây, để đây ông nhầm. Bé thứ hai. Tôi chạy đi. Là một bé bi. Quay mặt đấy đã. Mọi người nhá. Bé bi. Bé này là... Quay mặt đấy đã nhìn thấy mặt đâu. Rồi, mũi hồng. Bé này là cái mọi người ạ. Bé này là cái nhá. Con này cũng là cái à? Con này là cái. Ok. Tiếp theo thì bé thứ ba. Bé này cũng chân tất này. Chân tất mặt gần cân. Rồi, quay mặt đấy đã, chưa nhìn thấy mặt. Là được mọi người nhá. Dinh ngay em nó về để ôm bóp hàng đêm nào. Không cần mặt trai, mặt gái gì cả. Chỉ cần mèo thôi. Nhanh nghe nào, sao biết dây rồi. Tiếp theo là một bé này. Bé này là bé... Quay mặt đấy đã. Two-face. Hai mặt. Bé này là cái mọi người nhá. Bé cái cực kỳ yêu luôn. Nghịch, rất thích nghịch đuôi của các em. Ra đầu tiên đấy, to nhất. Tiếp theo, đây là một bé mũi hồng. Sắn bi chân tất. Bé này là đực mọi người ạ. Và đây, và cuối cùng dòng sản phẩm của chúng tôi được có thể nói là hoàn hảo nhất. Chúng tôi xin giới thiệu dòng sản phẩm bi lùn, à li lắc lùn, mũi hồng, mắt xanh, chân nùn, cực kỳ đáng yêu. Bé này là đực, là hậu duệ tiếp theo của thằng bi lùn nhà tôi mọi người nhá. Mọi người dinh ngay em này về, đảm bảo không cần mặt trai, không cần bạn gái, chỉ cần mèo thôi. Mà kể cả có mèo rồi thì bạn trai bạn gái đều dễ đến với mình. Mọi người hiểu không?